Kính chào quý vị và các bạn. Trước khi có mưa trở lại vào ban đêm thì chiều nay khu vực Bắc Bộ trời vẫn nắng và oi nóng. Còn với Tây Nguyên và Nam Bộ, khả năng là chiều nay sẽ xuất hiện mưa rông mạnh. Mưa bắt đầu xuất hiện sau khoảng 2 giờ chiều nay. Cảnh báo khu vực Đắk Nông, Lâm Đồng, miền Đông Nam Bộ và Long An, Đồng Tháp sẽ xảy ra mưa vừa, mưa to. Và đây cũng là những nơi dễ xảy ra dông lốc mạnh, sấm sét dữ dội và thậm chí là cả mưa đá kèm theo. Nguyên nhân khiến cho khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ mưa nhiều hơn trong chiều nay là do rãnh thấp xích đạo đang có xu hướng là dịch dần lên phía Bắc, tiến gần hơn tới đất liền của Nam Bộ. Hơi ẩm từ rãnh sẽ dịch chuyển vào đất liền, tạo đà cho mây dông phát triển và gây mưa. Trước khi chuyển mưa thì 2 tiếng tới ở đây vẫn có nắng và oi nóng, trong đó thành phố Biên Hòa, Tây Ninh nhiệt độ cao nhất là 37 độ C, thành phố Hồ Chí Minh và nhiều nơi khác mức nhiệt là 32 đến 36 độ C. Với khu vực Phan Thiết trở ra tới Đà Nẵng thì dự báo chiều tối nay một số nơi cũng sẽ xuất hiện mưa rào và dông. Còn trong chiều nay thì trời nắng và khá nóng, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 35 độ C. Ở nửa phía Bắc Huế trở ra Đồng Hới thì trời mưa mát, nhiệt độ ở đây sẽ không vượt quá 30 độ C. Còn Thanh Hóa và Vinh thì trời nắng nhiều và nóng hơn, 33-34 độ C. Trở ra khu vực Bắc Bộ, chiều nay cũng có nắng và nóng bức, nhiệt độ cao nhất ở thủ đô Hà Nội và nhiều thành phố sẽ là từ 32 đến 34 độ C. Một số nơi như là Cao Bằng, Lạng Sơn, Hạ Long, Hải Phòng thì trời mưa mát 28 đến khoảng 31 độ C. Từ chiều tối và đêm nay thì mưa dông cũng sẽ xuất hiện ở nhiều nơi khác thuộc khu vực Bắc Bộ. Trên biển dự báo vịnh Bắc Bộ trở xuống đến Quảng Ngãi, cảnh báo có mưa dông dễ kèm theo lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Ngoài khơi hai huyện đảo Hoàng Sa và Trường Sa, thời tiết tốt, trời ít mưa, gió không quá cấp 4 và tầm nhìn xa trên 10 km. Cuối bản tin sẽ là phần dự báo thời tiết cho các khu vực khác trên cả nước trong chiều và tối nay.